Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình giveaway ăn chia tổng giải thưởng là 500k tóc cằn có ký hiệu là LXX nè các bạn. Thì để tham gia giám này các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình mở link phong các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn copy cái hashtag này các bạn. Rồi các bạn vào đây follow tại Twitter nè. Trên tại Twitter nó thì các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like nè. Rồi bạn bắt đáp lên các bạn. Để mình coi mình có. Rồi sau đó thì các bạn vô đây các bạn tự quýt nè. Đăng like các bạn chụp chân như tự quýt nữa các bạn. Các bạn dán hashtag cho người ta 50 bạn mình vào nè. Các bạn tự quýt lên nè. Sau đó mở link phong nè. Nhiệm vụ tiếp theo thì các bạn join đến group nè. Rồi xin group các bạn join xào các bạn. Sau đó bạn bắt up lên nè. Tiếp tục join tiếp kênh seller nè. Chương trình này góp này dành cho 10.000k may mắn nha các bạn. Rồi bạn xin chào nè. Rồi sau đó các bạn xuống đây các bạn điền dòng đầu tiên các bạn điền địa chỉ email của các bạn nha. Dòng thứ hai thì các bạn điền là username tại Twitter của mình cộng winvn nè 9. Tiếp tục thì các bạn điền là username tại Twitter Telegram tất cả các bạn thì bạn mở Telegram ra nè các bạn. Rồi bạn nhấp vào ba gạch cùng các bạn vào setting copy username bên chỗ này. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với Binbi Smartchain Bet20 trên YouTube Collect của mình nha các bạn. Rồi cái mã gift code này thì mình để phần link mô tả dưới video, các bạn cứ điền là anh 463 nha các bạn, hoặc các bạn có thể dùng một mã mời của người khác các bạn. Rồi bấm gửi là xong nha các bạn. Rồi vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp ăn chia tổng thưởng 500.000k tóc cần LXX đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo từ mình nhé.